Hiện tại là mình sẽ ra cái chỗ để gắn cái con bơm đẩy cao. Đây là mình xuống dưới tới cái tầng cái chỗ đi cái đường đi rồi nha mọi người, con hẻm rồi nha mọi người. Bơm đấy thì người ta gắn ở đằng sau đây nha mọi người. Đây là khu dân cư nên là bơm các thứ là để ở ngoài bình thường, nó không bao giờ sợ mất. Người ta không để trong nhà nữa. Đó. Đây, hiện tại là cái này là người ta xài cái dây điện này đây. Đó. Điện thì xài cái chuôi cắm ghim thẳng vào ổ điện giống như kiểu ba cái nồi cơm hay quạt gì nha mọi người. Đó. Đây, nó sẽ về tới con bơm này, không có phao điện thôi gì cả. Đây là bơm hợp đẩy cao nha mọi người. Con này công suất thì 200, đây ghi 200 này. Đây thì thoải mái luôn. Đây tầm khoảng 25 m gì đó. Đường này thì đường ra, đây đường ra. Đường hút này. Thì hiện tại con này mà muốn ngắt được ấy, mình phải gắn một cái phao nối từ cái phần này hoặc CP vòng lên trên cái bồn hồi nãy. Đó, nhưng mà ở đây tại bởi vì ở đây là nó nòng ngoằng quá, dây điện nó nòng ngoằng quá thì là người ta không có chịu, người ta không muốn đi dây điện ở đây. Thế là mình cho thế cái con đẩy cao này bằng con bơm tăng áp của Pana luôn. Đó, để nó bơm lên trên, mình thay một cái phao xịn rồi, nó sẽ tự ngắt được, không cần phải đi phao nữa, không cần phải đi phao điện nữa. Đấy. Đường ống này mình cắt ra mình thế con bơm rồi thôi. Còn bình thường nếu mọi người gắn bơm đẩy cao như vậy thì mọi người phải gắn một cái phao điện nhé. Nếu không gắn đấy, mọi người sẽ phải bơm, sẽ phải canh. Hoặc là nếu mà không canh, cái phao cơ nó đóng, nước con lên, con bơm này đẩy ra không được, nó sẽ nóng máy, nó sẽ hại máy. Đấy, có hai trường hợp là như vậy. Bơm, mọi người xài bơm tăng áp thay cho thế cho đẩy cao ấy. Thì khi mà người gắn con bơm vào dâu ấy, thì con bơm nó sẽ tự ngắt khi mà ví dụ như cái phao cơ nó đóng lại, con bơm sẽ tự dừng luôn, không có sợ hại máy hại đồ gì cả. Còn dòng này thì nó không có tự ngắt được nha mọi người. Rồi, hiện tại đây là ở trên cái tầng hầm nha mọi người, trời thì nó hơi tối. Đây không phải là tầng hầm mà đại khái là trên cái sàn của một cái bồn nước ở trên mái. Đây là mái nó biệt thự nha mọi người, cho nên là nó sẽ nằm bên trong, những cái bồn nó nằm bên trong các cái thiết bị mái nhà này nha mọi người. Đó. Mình sẽ tháo cái bỏ cái phao này ra, tại vì hiện tại là ở dưới là như mình vừa nói là nó sẽ có con bơm đẩy cao, nên mình sẽ tháo bỏ cái phần cái con phao cũ này ra. Đây là con phao bằng đồng thau cho mọi người, đây có nhựa này. Đó. Đóng rất là nặng, mình sẽ tháo cái này ra để mình thế một con bơm tăng áp ở dưới và mình sẽ đổi thành một cái phao cơ inox cho mọi người để đóng cho nó ok. Đó, mình cắt bỏ cái phần ống kia ra luôn, tháo hẳn cái này luôn. Lý do là ví dụ như mình gắn một cái phao cơ ấy mà để cho nó ngắt luôn đấy, thế là bởi vì ấy, cái máy bơm đẩy cao ở dưới ấy, thì xài khá là ok rồi, hệ thì hệ bơm Panasonic nha mọi người. Đó, nhưng mà bởi vì ấy, là trên đây khi ngày xưa ấy, cái nước nó cấp vô cái khu vực không biết phần mềm quang trung này, cái khu biệt thự này này là nó không có thi công các cái sợi dây điện ấy. Đó, cho nên nó không có cái đường dây lên phao sẵn ở trên đây, nó không có chờ sẵn ở đây cả. Đó, cho nên là bắt buộc mình phải đi mới, mà đi mới nó vòng vèo quá, nhà người ta không chịu, nó xấu nhà, cho nên bắt buộc mình phải thế con bơm tăng áp ở cái phần vị trí bơm này cao đó, bỏ con đó đi. Đó, sau bắt đầu rồi mình sẽ gắn một cái phao cơ thật xịn ở trên này. Ở dưới khi mà cái bơm đẩy lên, phao cơ ở trên này nó đóng ngắt ấy, mà dưới cái bơm sẽ tự dừng nha mọi người, không mất công phải gắn phao điện nữa. Đó. Đây là cái phao inox cho mọi người, nhìn nó đơn giản thôi nhưng mà nó đóng cực kỳ tốt. Đó, nó đóng dứt tiếng luôn chứ không có kiểu rò rỉ hay là kiểu nó nâng lên hạ xuống nó nặng. Đó, này nó chỉ cần nhấc lên nhẹ một xíu thôi là cái này nó đã dừng rồi, chứ nó không nặng như cái dạng phao đồng thau nha mọi người. Này thì nói chung là chịu nhiệt, chịu phèn, chống oxy hóa, chống hao mòn luôn. Nói chung nó có mòn, mình không nói là mình không mòn, nhưng mà nó độ bền nó rất là cao, nó cao rất là nhiều so với các cái dạng phao đồng thau thông thường. Đồng thau mới gắn thì nó xài 2-3 tháng ấy, nó đã bị sét rồi nha mọi người, chưa kể ở dưới nó có máy bơm nó đẩy lên nhưng cái phao rất là nhanh mòn. Cho nên mình sẽ gắn cái con inox này, mình thế vào cái con đồng hồi nãy và mình sẽ thế vào máy bơm luôn, mình sẽ không phải đi dây điện nối từ máy bơm để vòng lên trên cái phần bồn để đấu thêm cái phao điện nữa, nó lằng nhằng quá. Tại nhà đây người ta không có đấu được phao điện nha mọi người, đi dây nó phức tạp lắm, nhà người ta không chịu. Nhà này thì biệt thự mới nha mọi người, nếu mà ví dụ như những cái nhà cấp 4 bình thường hoặc là những nhà nào mà có sẵn cái sợi dây điện chờ sẵn đấy mà phao hư ấy, mình có thể thay phao được. Đây nó không có cái dây điện nha mọi người, đây căn nhà nó như vậy nha mọi người, tất cả các căn này nó đều như nhau luôn, cho nên là mình không có đi dây điện được. Rồi, cái phao này thì nhược điểm của nó là nó không có trúc xuống được nha mọi người. Đó, cho nên là mình bắt buộc phải gắn một cái co như vậy. Đó, đóng này nó sẽ ngang tầm đấy rồi. Đây. Đây, nó sẽ đóng được như vậy nha mọi người. Lên này, xuống này. Mà nó rất là nhẹ nha mọi người, nó không có bị nặng. Đó. Nhìn đơn giản thôi nhưng mà cái này đạt chịu áp rất là tốt luôn. Trước mình hay gắn cái loại 360 kia nhưng mà mình
tạm thời cái lô đó là hết rồi, cho nên hiện tại mình sẽ xài cái loại này. Nói chung là ok, phao thì mình lựa những cái sản phẩm nó đóng rất là ổn định, ngắt nước rất là tốt mình gắn, chứ không phải là lựa ba cái loại rẻ rẻ hay là cái loại mà lởm lởm. Tại bởi vì mình lắp phao thì thường thường mình hay bảo hành đổi trả, hay mà ví dụ như xài phao rồi mà hư ấy, mình sẽ đổi mới luôn, cho nên là mình sẽ hạn chế cái mức độ hư hỏng hết mức có thể. Nhiều khi gắn vô rồi 1-2 tuần, 1-2 tháng nó hư, mình mất công lên đổi, mà đổi mình không có được gì cả, mất thời gian của mình và cũng không có lời lãi được hay là không có trả công gì cả, cho nên là mình đã xác định lắp là ok luôn chứ không có bị phát sinh gì hết mọi người. Nói chung là tình trạng hư hỏng do thì phát sinh sẽ có xảy ra, mình không dám nói là không có, nhưng mà rất là ít, nó cực kỳ ít luôn. Đó. Đây là cái hệ phao đồng thau nha mọi người. Đó. Mình đã cắt ra như vậy rồi. Cái phao này nó đóng áp nó rất yếu rồi. Ai còn đấu cái này nó rất là dài nha mọi người. Đây. Nó xét như vậy nha mọi người. Đây, đây là vỏ banh này, mình tháo ra từ cái bên bồn này nha mọi người. Đó. Khi mới nó còn trơn thì nó như vậy, nhưng mà hồi nay mình nhấc lên bóng quả bóng hơi nặng một chút là nó không ngắt được luôn. Nó vẫn ngắt nhưng mà nó ngắt rất là nặng nha mọi người. Giờ mình sẽ thấy cái này rồi, mình cắt ra mình chờ sẵn rồi, giờ mình chế thành thế này rồi. Đó, hiện tại cái phao thì mình sẽ để như vậy, nói chung để chiều nào cũng được. Tại nó để cái nước ở bên đây thì nó hơi bị nghiêng nhưng mà cho nên mình đã quay lại về đây. Chỉ cần thì nói chung nó cách xa cái bồn rất là nhiều, mình không có sợ nó bị chạm nhé, chạm bóng nhé. Đó, cần nó rất là xa. Đó, nói chung là rất là nhẹ, thì mình sẽ gắn cái vỏ banh mình thử mình coi. Đây là cái đường cấp của nó. Đây là con bơm, cái đường ống về bơm tăng áp xuống này, vòng lên một cái đường vòng, mình không hiểu người ta vòng này làm cái gì. Tới đó, vòng vào trong góc kia, nó vòng về tới góc đó, xong rồi nó vòng một đường ống về đây, đấy. Vòng tới đây, ngước lên, về tới cái thân bơm, đây đầu ra này, vòng sang, xuống chạm đất, đi về đó, nó ngoằn nghèo như vậy nha mọi người. Chung là cái thằng đắp bơm thì khi nắp bơm thì cũng không chịu chỉnh sửa cho cái đường ống nó gọn gàng một chút, mà nó đi nó gần nhất có thể để khi nó nước xuống nó ổn định, chứ ai đi bơm mà ngoằn nghèo thế, nhiều cái nước xuống được khi nó bị yếu hay gì đó. Con này công suất nó nhỏ thì nó có thể không sao, nhưng mà nhiều mọi người mà xài công suất con lớn xíu thì nhiều khi bơm hay rất hiện tượng bị mất nước cho mọi người đó. Rồi hiện tại là thay xong cái phao rồi nha mọi người. Đây bóng là mình gắn nó như vậy nha mọi người. Nước đây thì mình hiện tại mình vẫn đang mở nha. Đây, bình thường thì nếu mà nó hết nước, cái này nó rớt xuống nó sẽ rớt cho mình thôi nha mọi người. Đó. Còn đây mình nhả ra là nó sẽ ngắt như vậy, mình không có phải nâng gì nữa. Đó. Thì khi ở dưới con bơm đang áp ấy, nó bơm đầy cái cục này nó nâng như vậy là nó sẽ ngắt rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ cắt cái máy bơm ra nha mọi người. Con này nó còn đẩy, mình sẽ thế cái con tăng áp vào đây. Đây là quá nước nha mọi người. Hệ đẩy này thì cái nước của nó sẽ bị dội xuống như vậy nha mọi người. Tại vì cái hệ đẩy này ấy, là nó không có cái van một chiều tại đây. Cái này nó chỉ là cái đầu răng bằng nhựa thôi nha mọi người. Nó siết hang đốc ở đây thôi. Còn này bơm tăng áp ấy, thì cái đầu này nó sẽ có một cái van một chiều nó chặn này luôn. Cho nên khi mọi người mà gắn cái ống nước các thứ ấy, mọi người cắt cái đầu hút này là không bao giờ nó bị đẩy ngược lại nha mọi người. Nên đây là nó đẩy xuyên qua ngược lại cái thân bơm thôi. Nước này nước từ trên bồn nó xả xuống nha mọi người. Cái ống của phao ấy, nó sẽ đẩy ngược về lại. Nước ống nó hơi dài cho nên là mình phải chờ nó hơi lâu tí. Chắn như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái bo của bơm nha mọi người. Giờ thì nó hết tràn rồi nha mọi người. Đây là đường lên,
Đó, khi mà mình cắt ở đây rồi á, cái này nó dội ngược về đây, nó xuyên qua cái thân bơm này, vòng ngược lại đây cho mọi người, cho nên nó xì nãy giờ luôn, cả phút 2 phút luôn. Đó, còn bình thường như hệ tăng áp ấy là nó sẽ chặn ở đây luôn. Nếu mà mình cắt ở đầu út ấy, là cái đầu này nó không bao giờ trào về ngược lại được. Đó, chừng nào mình cắt đầu này trước thì nó mới trào thôi. Đó, nhưng hệ đẩy cao thì nó không có cái chặn ở đây, nó xuyên qua cái thân bơm nha mọi người. Rồi, đây là hiện tại là con bơm, con này là bơm của chủ nhà nha mọi người, mình chỉ phụ trách lắp đặt thôi. Đó. Còn bên mình không có bán pana. Pana thường thường là mình tư vấn ấy, là rất ít khi mình tư vấn bơm đẩy hay bơm tăng áp pana gì hết nha mọi người. Đây là bơm, này là bơm chủ nhà lấy ở bên nhà bên kia về, cho nên là mình sẽ phụ trách gắn dù bơm này tăng áp nha mọi người. Đó. Tại bởi vì người ta muốn tiết kiệm chi phí cho nên người ta sẽ lại xả lại cái con bơm tăng áp này luôn. Nói cho bơm này thì mình chưa thử, mình chưa biết. Đó. Đây, này là tăng áp cho mọi người, nó sẽ có một cái bình áp như vậy. Rồi le cơ tự ngắt cho mọi người, bo mạch. Người muốn biết công suất bao nhiêu thì đây, nó có công suất. Đó, đây nó sẽ có cái số 200 nha mọi người. Đó, là công suất của nó. Ngoài ra nó sẽ có một cái thông số kỹ thuật nằm trên cái phần bo mạch này nữa. Thương hiệu, công suất, số lít hay là ví dụ như vòng vòng bao nhiêu vòng trên phút phút gì đó. Nó sẽ ghi hết ở cái phần bên trong này luôn. Đấy, còn đây là đầu hút, mồi nước, đầu đẩy. Cái này thì hệ tăng áp mình sẽ có văn một chiều cho mọi người. Còn hệ đẩy cao kia thì nó không có đâu. Nó nước nó xuyên ngược về lại nó. Nhưng đây nếu mà hệ tăng áp ấy, nước nó dội về tới đây, cái nắp này nó sẽ chặn này này. Đó, mọi người nhìn đó, bên trong nó sẽ có một cái văn một chiều như vậy mọi người. Nó sẽ chặn cái nước này, nó không có bị trào ngược về lại được nha mọi người. Rồi, đây là con tăng áp nha mọi người. Mình đặt vào đây thôi. Đây, cái đống này là cái ống hút của nó này. Ống này là cái ống ra. Rồi mình sẽ nối hai cái đầu nối 27. Đây thì răng này răng 34 nha mọi người. Răng trong 34, răng trong 34. Đầu mồi nước. Đó, đây là bình áp, vừa rồi mình đã tháo bình áp ra. Rồi le này. Đây. Con này là bình áp của nó là 1 kg. Không được phép tháo con này, nó kia không được tháo con này. Đây, thông số kỹ thuật của nó nha mọi người. Panasonic nha mọi người. Đó. Đây. 200W. Đó. Hệ này hệ automatic nha mọi người. Bơm này thì được sản xuất tại Indo Jakarta. Xuất xứ là Indonesia nè mọi người. Con này thì 45 lít trên 1 phút. Hiện tại là hút sâu 9m. Để cao đâu. Để cao thì 27m nha mọi người. Đó. Đây. Đây là cái bình áp nha mọi người. Bình áp này thì nó xài cái đầu ren này, mình chỉ cần siết này là được thôi nha mọi người. Đây là cái con Pana thì cái nhược điểm của nó là xài tăng áp từ trên xuống dưới thì ok rồi. Đó, nếu mà áp yếu quá, con này nó cứ có kiểu chạy ngắt ra mọi người. Cho nên là giờ mới chỉnh chỉnh lại cái phần tăng áp của nó. Đây. Đây hiện tại mình cắm như vậy thì nó sẽ chạy hoài nha mọi người. Đây là cái phần chỉnh đờ le của nó nha mọi người. Đây nó nằm tại cái con ốc ở giữa của cái cục đờ le này luôn. Đó. Đóng cái này chặt rồi để cho nó chạy này. Khi mà người chỉnh cái này vào sâu ấy thì con này nó sẽ bơm lên lâu hơn, lâu ngắt hơn, tức là cái áp ra của nó sẽ mạnh hơn, nó không như lúc bình thường. Đó, lúc bình thường ấy là nó hơi một xíu thôi, tức là ở trên hoặc là ở đâu đó cái vị trí khóa nước mọi người chỉ cần hơi đóng nhẹ là chút thôi là con bơm nó dừng. Còn khi mà mọi người siết theo chiều cái đồng hồ ấy là nó sẽ mạnh hơn, tức là áp của nó sẽ cần lớn hơn. Thì mình để như vậy tức là nó sẽ liên tục luôn. Nó sẽ ngắt khi nào mà áp nó thật lớn nha mọi người. Đấy, đóng nước mà nó sẽ chờ một lúc lâu nó mới ngắt được nha mọi người. Rồi, hiện tại là hoàn thành cái con bơm này rồi nha mọi người. Mệt kia đấy, cái đờ le của nó xài cho tăng áp ở trên xuống. Cho nên là mình đã phải chỉnh, mệt chết luôn. Sau một hồi chống chọi với bệnh tật thì con bơm đã trở về từ coi chết nha mọi người.
đó, khi nó chạy thì nó sẽ êm như vậy nhá mọi người. Đây là cái buồng quạt của nó, chừng nào mà con bơm kẹp mà cái này không chạy là chừng nào con bơm kẹp bạc đạn nhá mọi người. Đó, hiện tại là nó quay thì nó sẽ như vậy nhá mọi người. Thì mở ra xem nó chạy không? Rồi, super. Hiện tại là mình hoàn thành cái con bơm á. Ủi dồi, pana tăng áp này rồi nha mọi người. Đó, đường dây thì nó sẽ đi một cái đường. Đó, xong rồi đây, nối vào trong gia đình này. Ở trên cái bồn trên thì hôm nay mình có soi ở trên rồi. Đó, có một cái phao thông cái phao cơ inox, nó mình bơi gắn. Đóng thì nói chung ok luôn. Trên cái đóng cái này ở dưới là nó sẽ dừng bơm. Mình cũng chỉnh lại ok hết rồi nha mọi người. Hiện tại là mình không có lên được. Với hai là cái chỉnh cái rơ le của con bơm này là phải hai người, một người ở trên két bơm và một người ở dưới chỉnh. Hoặc là mọi người muốn chỉnh được một mình ấy, thì cái đầu ra của con bơm tăng áp này phải có một cái van khóa nha mọi người. Đó là mọi người chỉnh thực tế được luôn. Ví dụ như mọi người có cái van khóa ấy, mọi người khóa lại là nó ngắt như nào mọi người biết luôn. Đấy, còn đây tại vì mình không làm khóa, với hai là không có cái khóa đó nữa, cho nên là phải đóng phao ở trên. Đó. Đây thôi.